em còn có 62 thôi. Đẹp ơi đẹp chị ạ. Nhỏ chưa, xinh chưa? Dạ nhỏ đẹp lắm. Đây chào chị ạ. Nhỏ rồi đúng không? Vâng. Trời ơi, chào mọi người, và đây là một bà mẹ gọi là chủ tiệm nail và xinh nhất Hà Nội luôn, bởi vì có cái vòng eo rất là bé, rất là gọn. À, hiện tại đến bây giờ thì khi mà Oanh đã tham gia vào liệu trình giảm mỡ của tập đoàn Đông Bang thì hiện tại bây giờ là Oanh chia sẻ giúp chị là Oanh giảm được bao nhiêu cân và vòng eo hiện tại của em? Dạ em giảm được 13 cân ạ. Wow, 13 kg. Giảm được 17 17 cm. Vâng. Ôi. Đấy, hôm trước thì các bạn cũng có nói với chị là Oanh giảm rất là tốt rồi và cũng về đến 64, 65 gì đấy. Vâng, hôm nay em giảm thêm 3 cm nữa. Wow, 62 thôi ạ. Chỉ có mấy ngày thôi mà vẫn giảm thêm đúng không? Vâng ạ. Thực ra về cân nặng của Oanh thì đến bây giờ hiện tại là chị thấy là ổn rồi. Có cái vòng eo là mình đã còn nhỏ hơn nữa thì càng ngày mình càng trông càng đẹp hơn. Vâng. Và khi mà Oanh đến với viện thẩm mỹ Đông Bang thì lúc đó cơ thể của Oanh là bà mẹ sau khi sinh thì chị cảm nhận là thật sự nói chung là mẹ nào mà sinh đến bé thứ ba là mình cảm thấy ngưỡng mộ lắm, bởi vì lúc đấy là cơ thể nó không còn như ngày trước nữa đúng không? Vâng, lúc đấy cơ địa em nói chung là bị bụng thì chảy xệ, cân đối nói chung là nó không được như không mình mong muốn. Vâng, mà thật sự đến hôm nay là em thay đổi rõ ràng luôn, bất ngờ luôn chị ạ. Người mà gọi tiếp xúc thường xuyên hàng ngày với em là chồng em, thấy em thay đổi vóc dáng về lại như ban đầu ấy ạ, như lúc mình chưa sinh luôn. Ôi. Nên là em rất thích. Còn đi ra ngoài bạn bè với cả dạng những người mà làm việc cùng với em ấy cũng thấy em thay đổi rõ ràng luôn. Cũng rất khen em là mặc đồ body rất là đẹp. Thật ra bây giờ vâng. thì đẹp lắm rồi, thay đổi rất là nhiều đúng không? Vâng. Cái cảm xúc mà em nhớ nhất ý, đó là lúc mà em đẻ bạn đầu tiên, là người em xù xề mà vai em u lên, thịt vai và thịt tay to, nó tăng hết lên. Vâng, và nó kiểu béo không đồng đều nữa. Và cái chỗ mà như nhất là vùng bụng là bị xệ, bị sồ ra. Mình mặc đồ nó không được đẹp là cái mà mọi người nhìn thấy đầu tiên. Đó. Nên là bây giờ nói chung đẻ được đến bạn thứ ba rồi là em cũng xác định là mình sẽ làm đẹp chu toàn cho bản thân hơn. Thế thì cái quá trình mà khi mà em đồng hành với viện thẩm mỹ ấy, thì cái quá trình thải mỡ của em như thế nào? Em có thể chia sẻ cái cảm nhận từng lần thay đổi của trong cái thời gian làm dịch vụ không? Của em thì phải đến ngày thứ 8 em bắt đầu mới sổ. Bắt đầu mới thải mỡ với ngày thứ 8. Vâng, vâng. Khoảng tuần đầu tiên là em thấy giảm được 3 cân. Sổ nó giống như kiểu là mình đang thải mỡ ra, nó vâng, sổ ồ ạt ra ấy. Vâng, hả? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Kiểu cái váng mỡ nó vàng vàng gần giống như mỡ gà ấy ạ. Tuần tiếp theo là em chững. Sau đến tuần thứ 3 ấy là lại giảm xuống được khoảng 3 cân nữa. Vâng. Thế nó thì cứ... thực ra là cũng có những cái giai đoạn tuần thì giảm, xong rồi tuần thì nó có thể vâng, hơi chững một chứng, tí vâng. xong nó lại đào thải tiếp vâng, đúng không? Vâng. Đấy thì thực ra cái quá trình như vậy nó hoàn toàn bình thường. Dạ. Và em còn nhớ cái mốc khoảng tầm 1 tháng thì chị đang đấy là em cũng phải giảm được khoảng 5-7 kg gì đấy đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế như thế là hiệu quả tốt đấy chứ, bạn mẹ sau sinh mà thực tế 1 tháng mà giảm 5-7 kg là khá là ok rồi. Và đến vâng. bây giờ liệu trình của em giảm được tổng là 13 cân. 13 cân và đến 20 gần 20 cm vòng bụng. Vòng eo 17. Của em bây giờ chỉ còn có bao nhiêu? 62 thôi đúng không? Vâng, 62. Ồ, 62 thì chắc là phải giảm đến 16 17 cm rồi. Thì thấy hiệu quả rõ rệt luôn. Nên là em rất là hài lòng. Đấy. Cũng mong rằng là tất cả các chị em sẽ hãy quyết tâm thay đổi form dáng của mình giống như bạn Oanh để lấy lại cái sự tự tin trong cuộc sống. Chúc cho Oanh ngày càng trở nên xinh đẹp, tự tin hơn và chúc cho bà chủ làm nail ngày càng đông khách. Vâng, em cảm ơn chị. Đồng bằng Facelot Booster, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới. Bước 1, đo chỉ số body với hệ thống máy công nghệ cao. Bước 2, lên phác đồ huyệt đạo cá nhân hóa, phục hồi sự trao đổi chất ở 8 hệ cơ quan chức năng, tăng cường đốt calo dư thừa, giúp khí huyết lưu thông, cải thiện bệnh lý nền cũng như các bệnh lý do béo phì gây ra. Bước 3, thủy châm siêu vi bào Martin Duo, chống đích vùng mỡ thừa cần giảm. Bước 4, khuếch tán cực đại siêu vi bào Martin Duo đến các mô mỡ tập trung theo vùng cả ngày lẫn đêm để ly giải mỡ thành carbon hydrate và chất lỏng đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết tự nhiên. Viện thẩm mỹ Korea, 15 năm vững vàng vị thế, một trong những thương hiệu giảm béo top đầu châu Á, tự hào thực hiện hơn 150.000 ca thoát béo thành công, vinh dự trở thành thành viên thứ 73 trên toàn thế giới, chính thức sáp nhập vào siêu tập đoàn thẩm mỹ đa quốc gia Đông Bang Medical Hàn Quốc và đổi tên thành tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc. 36 năm hình thành và phát triển cùng sự dẫn dắt tài tình từ chủ tịch tập đoàn Kim Kyon Sik, Đồng bằng Medical đạt nhiều giải thưởng danh giá, công ty toàn cầu tốt nhất, sản phẩm và nhà sản xuất hàng đầu thế giới,
các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nobel. Với 6 nhà máy dược mỹ phẩm khổng lồ trải dài trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, hơn 200 giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học, hóa sinh học từ các bệnh viện và đại học y nghiên cứu cùng hàng ngàn nhân sự vận hành. Tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc, tổng đài 1900 0361.